rồi đến chơi hạnh phúc. Cùng nàng gắn đầu gắn khoai từ con đường làng dần xa xuống trời, gắn nặng mặt lòng nhân công bao giờ bà quên dặn yêu cảm ơn tất cả những cái lá thân thương của chúng tôi.
nhiều. Và tiếp theo chương trình hôm nay xin mời tất cả bà con cho chúng em xin được phép quay ra ngoài để hát những bài trích đoạn cải lương, những bài tân cổ giao duyên để phục vụ cho bà con ngày hôm nay. Thì xin bà con cho anh chàng hóa tay đến chào đón tiếng hát của nữ nghệ sĩ Mỹ Thanh. Và một sáng các long thảo để quên cho chúng ta cùng quý vị thật nhiều sức khỏe, đặt bằng phát tài em hay tình thường, cũng quên cái chúc cho cụ bà sống như yêu nên mình là phải nhất năm ngoài gì là mình. Yeah.
anh chị em đồng minh tôi tập thể với anh chị với chú nhà tặng con xin ơn rất nhiều. Dạ.